Dạ, đỡ muốn ăn cái này mà không cần dùng tay thì sao? Thì không được. Đau bụng anh em ơi. Hồi nãy stream xong, nãy trên xong chưa ăn nữa, stream cho anh em xem mà. Stream trễ mất công bị chửi. Bị chửi trễ giờ vậy đó. Nhà ai đâu biết đến Liên Minh nhỉ? Hồi xưa Nether chơi á, win win đám đều chơi cho nên chơi luôn. À, nhìn nó hình thấy tìm chú bơ đó. Win. Anh vẫn cứ là anh không cần phải xin sao? Đứa con tim bên đây ta quý mến nhau. Bờ gum cao tơ nâu ti á, anh em nghe anh nói. Không phải cao tơ. Mình là bờ gum, nếu mà em biết bờ gum thì em sẽ hạn chế con nâu ti thôi, giống như là nó muốn chơi em thì em có khiên để em đỡ, hoặc là em đủ trâu để nó không giật chết em. Em quýnh phòng người phản công á kiểu vậy. Chứ thực ra cũng không phải cao tơ lắm á. Nếu mà em biết bờ gum AD em mấy con yếu yếu em cũng thua à. Ví dụ như nó chơi mấy con như Odin kiểu Kai'Sa, Sa'Ya với bự với nâu ti, em quýnh áp bờ gum thì em win, chứ em quýnh AP bờ gum thì cũng bình thường, kèo farm qua farm lại không, cũng không win tới đó, nó cũng phụ thuộc gia đình gọi là hạn chế thôi, hạn chế tướng thôi. Còn counter ví dụ như kiểu em chơi con Nautilus đi, bên kia nó Blitz á, ấy gì em chơi Blitz bên kia Nautilus á, kiểu em quy vô xong nó quy về ok nó counter chứ bờ gum nó cũng không hẳn là counter, chỉ là một lựa chọn nhỉnh hơn xíu, kiểu 5149 kì kì chứ cũng không phải counter. Giờ kèo bot này farm đẩy gần xuống găng, kèo bot này cũng khó slow kill chứ tướng farm. À, phần này gan được. Phần này gan được nha, đâu có súng chó nè. Hay quá. Hay quá Blitz ơi. Đẹp mắt. Hay quá Blitz ơi. 10 điểm. 10 điểm thì không có nhân. 9 điểm mới có nhân thôi, 10 điểm thì không có nhân. Cái phần này trúng mà lỗ luôn á, tại bên kia nó hòm áo. Đờ không khen nha, đờ khen cái vậy chết. Cái gì nó bắn thường xong chết luôn vậy, giỡn hả? Bắn thường tới chết là đây à? Đỡ quay cho, đỡ quay cho, đỡ quay cho. Vệ ga cực mạnh. Nhưng đó là người có lợi ha ha ha. 835 AD hả? Nó có 5% không vậy em? Nó có 5% mà. 835 đúng không vậy? Nghe mùi giống sai quá. How play. Đai 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 đai, super chân, super chân. Đi. Đi chứ sao sống, combo kiểu đó là đi chứ sao sống nổi. Rồi đứng đây SQG. Đứng đây mấy anh SQG nó biết chơi nó gờ. Cản bây giờ. Giỡn gì trời. SQG nãy giỡn. Cái gì này không biết chơi phe đúng không? Không biết đam đúng không? Cái gì này chắc không chơi phe. Lấy được chủ đầu luôn, đã vậy. Trên cả tuyệt vời. Ấy tôi biết. Là thế tình nào là tình chẳng vừa phải tháng năm một ngày vẫn trôi đợi mời em phai màu nắng, phai màu nắng thì cút. Dám găng sĩ đờ từ vì sau lưng giết đờ hả anh em? Đờ đồng nó tưởng đờ không có mắt là đờ không biết, nhưng mà đờ nghe tiếng đờ thường không nhỉ, mà cái nhỉ đờ tốt lắm, cái nhỉ đờ nó nghe thính lắm. Giờ quýnh giải nè, không cho khai thác mạng nè, kiểu là lâu quýnh
Quỳnh giỡn chết mấy mạng các em, mấy ông chửi. Quỳnh không cho khác luôn nè, không cho giết mạng nào hết. Chết là phải cái mạng nào chết xứng đáng mới chết thôi. Kéo xong ra lính luôn. Biết lắm mà. Mấy bà này mà lính này kéo lắm, xong lính ra nó đâu biết đâu. Ảo thuật nè. Hồi xưa team mình không làm gì hết vậy? Không combo up lòng gì hết vậy? Pha này sẽ gánh nó chạy không biết nó pha mình phải xuống boss á. Trong hồi Quýnh bị mất lính. Lấy thêm khúc ngay. Rồi lên nè, lên nè, lên. Lên bắt Bobby nè. Set down, set down. Rồi Lee Sin nó chết rồi. Ất đồ. Đứng yên bắn thôi, làm cần làm gì đó. Đứng yên bắn thường thôi, cần làm gì đó. Chầu dữ nha, ba đồ bắn nó lâu dữ vậy. Này rất chầu nha. Ê. Sáng thức sức thấy sao bồi hồi. Ôi tim ta đã yếu hụt rồi. Chửi dữ vậy, Lee Sin chửi dữ vậy. Rồi bên kia tròn luôn chứ. Hay. Thôi từ 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 lên lên lên. Giờ tán đây. Đánh tới vậy mới được khen hả? Nãy giờ đâu thấy khen đâu, sao giờ khen lấy khen để vậy? Nó chỉ khen để thích lắm. Đây qua lượm nó được không? Qua lượm nó được không? Ừ, xong rồi nó có lát anh, nó có lát. Đứng bên đây cho mà nó lát anh em ơi. Liều bên này xong về luôn. Lấy đồ ra end luôn nè, lấy cung xanh ra xíu. Bobby nó đứng lá bắn. Xù luôn. Xấu thiệt. Con AFE này sao ta? Con AFE này nhớ tới 2020 luôn đó ta. Nhớ không? Em nhớ like subscribe kênh cho đơn nha. Nhớ like video nha anh em. Hay mà không like video thì bí lắm. Bí lắm nhá.